Ai biết Sarang Lai ở đâu không à? Sarang Lai bên Nono Lai chứ đâu. ID là 47328829 nha các bạn. Yeah. Đồng thế, 6 người phía sau mình nhá. Thì cái khu này nó nghèo lắm mà. Thì nghèo vậy. Mình còn không biết ID mình. Cảm động của mọi người ơi. Cảm động. Cái gì? Vài cái cảm động. ID mình không nhớ. Nào cá vàng. Không, không nhớ được mà. Hào tú. À, bố mày có AK rồi, đâu rồi? Đâu rồi? Không ai hết. Đâu rồi? Nhảy xuống đây, mấy cưng. Nó bên nhà bà vàng cuối này. Ngồi bây giờ mình quế, cuối. Ok ok. Có khẩu AK vàng là không sợ gì hết. Bao nhiêu thằng ở đó? Phút, nguyên team luôn. Đâu? Đâu? Ê, mình. Ui. Ai chưa? Rồi xong nát 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 rồi nát rồi. Nè cầm súng ăn. Súng ăn nha Bolo, súng ăn nha. Đâu 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 đâu. Ờ trong nhà L. Em không tìm. Trong nhà L. Nhà L nhà L có người. Nhà L nó qua nhà L rồi, nó qua nhà L rồi. Không không. Hello. Sao lại bỏ tôi? Spray. Trời ơi, có 10 điểm rồi nha các bạn, có 10 điểm rồi. Trời ơi. Mình lấy quả nha. Nhà mạnh chân luôn. À, chơi liều nè, chơi liều nè, chơi liều okay. Nè. Chơi nó. Ok, chơi nó. Chơi liều này. Đúng lắm. Vậy để tôi móc móc trái. Má, à, nó trước mặt kìa. Ok. Nó xuống kìa, nó xuống rồi. Hai cầu thằng nó lên, lên trên rồi. Ok, chắc chắn rồi. À bên nó đang chạy xuống nút cây bên dưới đường nè. Nháo mẹ rồi. Kêu của tôi mà. Chết thằng được thẻ rồi mọi người ơi. Mừng. Kêu đó của tôi mà. Yêu nào của ông? Cái yêu nó chạy ngoài đường nè. Chị mấy tuổi? Sao đây 15 tuổi mọi người ơi. Hôm nay 15 tuổi. Mẹ bóc lịch chủ định mọi tay rồi các bạn ơi. Mọi người biết là ở con nữ ngoài nha, xe tắt kìa đúng không? Hello, ok. Hello money, ok. Dạ, cây mới mới tôi đây, ok. Mới mới tao rồi, khốt nát. Đâu có lấy. Câu nẹp của ông, em mới từ live stream. Buồn quá. Hello, hello phúc mình. Mặt đá đây là ném bom đấy. Này mọi người, tăng sát nè. Tăng sát, tăng sát, tăng sát. Sarang ơi, lên đây nói nghe này, Sarang, lên đây nói nghe này. Tao đáp kìa, tao đáp kìa. Trời ơi, im đi, im đi, im đi. Đừng để tụi nó lấy. Đậu xanh đó. Trời ơi. Gì thế? Trời ơi. Ăn mẹ 50 điểm rồi các bạn ơi. Ôi, thi mẹ rồi, tao chưa tắt mic. Con mẹ nó. Chết ba rồi, tao chưa tắt mic. Nghe chả hiểu gì cả. À, phục vụ gì à? Ừ, em một FIFA thế ấy. Trời, tên trên đầu tiên. 50 điểm rồi, không tắt mic sao? Thấy mẹ rồi, quên tắt mic rồi. Đội xanh. Không sao gì nhỉ? AS lấy đó, tại bắn chắc kêu lấy của AS á. Đâu? Thế hả? Đó, AS cho gần mà. Cái gì? Cái gì vậy? Tôi bán shotgun mà, cái gì? Mọi người gọi là cậu lấy MP40 của tôi. Làm gì có. Mà tôi tin tưởng cậu thôi. Tôi bảo là không phải đâu. Tin tưởng. Nghe giọng AS như ác quỷ địa ngục quá. Cái gì sống không thọ rồi. Yêu giận rồi, ghê à. Sao vậy? À, nghe tôi là biết rồi, bà sao bà đi MP40. Ê, chốt, cô ơi, tìm một tim nhà đá, nhà đá. AS. Tin. Nóc. Trường học nóc không? Trường học nóc rồi không? Ok. Bắn như gãy ngứa nó gì vậy? Cớp càng to bắn càng căng đúng không? Cho tôi có người. Nóc lũ. Ui da. Nóc cười nha. Nha. Cho tôi có người. Nha. Nha nhiều lỗi ad thôi. Nha lỗi diện nhà này.
đang hiếp tôi. Mẹ ơi. Bộ lục toàn đi lẻ chơi gì đậu xanh ông chơi. Ông chết rồi. Tôi đi lẻ là tôi đang lút đồ giả mà. Chơi game toàn lẻ. Có một team bắt quay là sẽ được đang có team ở đây này, 4 người luôn này. Chết. Ôi. Trời ơi, thêm 20 điểm mẹ rồi. Tí nữa có 30 điểm, 100 điểm là cực kỳ ngon luôn. Thế hết này em nhận được. Không. Bộ lục tan lẹ buồn hết sức nha mọi người. Chơi game tan lẹ. Thật vọng. Tôi không có đồ, tôi đang lút đồ dạo nè. Cực kỳ mọi người vậy mà. Chúng ta phải đi giết người cùng nhau, những người đồng đội cùng nhau hợp sức chứ. Anh em nói gì đi nhá. Thịt là buồn. Đúng rồi, đồ chơi nè. Hello. Ồ, sao quá nhỉ? Ok. Hello, money, ok. Hello. Không, bên này còn mấy đứa ta. Hello. Sao đang quay trên boy tôi bao nhiêu gì chị? Ghi gì? Ghi là ghi gì? Có hả? Kiếm xe DS đi, kiếm xe chạy qua chỗ cái đồ đội. Ok. Đấy, đấy, nó bắn xe. Cái gì đó. Let's go, qua thôi. Xe đá, vô đu vô đá, đu vô đá. Đá, cục đá chỗ mình vừa học á. Đó, đi ra đây đá. Tôi đang đi. Ok. 300m, 354. Có một đứa à. Chơi nó đi. Không có máu. Máu rồi. Còn một đứa thôi mà. Bình máu kìa. Đá to. Có hai xe trong mặt. Thôi đến đây. Mình live stream 1 tiếng nữa mình nghỉ nha các bạn. Xe chính là mục tiêu. Đá này hả? Ừ, đá đó. Không hay hả? Đây. Chở tôi với Gil. Ok, let's go. Cô đang đâu? Tôi đến đây. Follow me, follow me, follow me. Bên đây còn 2 viên không mất. Chắc chạy rồi. Về nó liệu kẻ. Đâu? Con lửa đâu? Ở trên. Hai viên, trên. Hai viên. Ok. Đừng có nhặt súng là đại đạn á. Ủa là... Ở trên. Là sao? Là nó sao? Nó một viên rồi. À. Nó một viên trúng rồi, còn thẻ thôi. À. Bây giờ mà nhặt súng là... Là nó đại đạn. À rồi, ok, ok. Là nó đại đạn. Thì sao đâu? Còn đang giáp ở xưởng á. Ông ấy đã có phong lưu đâu? Thiêu ông ấy đã có phong lưu đâu? À, Gil, chờ! À! Mẹ. Ui. Có tiếng bắn đi kìa. Mình nghe tiếng gõ cửa phòng rồi nha các bạn. Chơi đó. Đâu, chạy tới chơi nó. Cây dừa, mình hướng. Thôi, thôi. Get ra lưu, kìa nó chạy kìa. Thấy rồi. Mẹ bạn luôn. Rồi, nó hóa xác rồi. Cứu được rồi nha. Các bạn ơi, mình nghe tiếng gõ cửa rồi các bạn ơi. Mình đặt hai quả mình ở cửa nhà rồi, yên tâm đi. Yên tâm đi. Đi ngoan. ID Sarang hả? Mình mới đọc á. Chimo. Máu không? Bolo như loèn đi. À, như loèn đi. Yên tâm đi yêu. Giáp kìa mọi người. Ok, lên xưởng tăng giáp nè. À, biết không? Thì mọi người qua nó nhiều quá. Ác không? Đây mọi người rất nhiều lắm, phải chưa bị ép rồi. Ai giòn? Giòn? Phải nói nữa đó. Có xe bên trái, mon chắc. Giòn? Cứu. À rồi. Lên xe Gil. Lên xe. Nó phải dừng. Đã biết rồi. Nó chạy qua kìa, Ông nha, ông nha. Trời ơi. Có điểm rồi các bạn ơi, có điểm rồi. Tiếp khác nữa kìa. Có tiếp khác trong bên ngoài kìa. Bên kia. Gil ơi, lên xe Gil ơi. Bắt đó, ok. Nhập 4 nè Gil ơi. Nhập 4 còn nguyên nè. Ba thằng luôn. Mặt luôn. Đâm thấy. Ghê. Ơ, sao thay đạn nào? Thay đạn rồi. Nè, thay quá. Ơ, thay đạn nào ta? Thay đạn mọi người. Trời.
Thôi lên 200 điểm luôn. Trời ơi. Xịn đấy. Cực kỳ nguy hiểm. Đồng đội chúng ta phải là vít á. Anh em thấy gì chưa? Pha cực kỳ thể hiện đến từ vị trí của AFY. Nó không có AK ta. À. Gì vậy Gil? Tại vì mọi người qua nhiều quá phải nói gì để con người kêu gì để con người khỏi nhắn nữa. Trời ạ, có gì đâu. Đúng không? Trời. Có gì đâu. Trời ạ. Ừ. Đâu. Sao không có có AK. Gì đấy? Có AK không? Có gì đấy? Có nó có AK không? Không. Tin tức 60 giây. Bố cũng hổng cho. Bố luôn nghe lên. Tin tức 60 giây. Một nam thanh niên Bình Định, quê quán Bình Định, đã dập phải mình trước cửa của một YouTuber biệt danh là AS Mobile. Nạn nhân tử vong tại chỗ. Ở trên nhà L có người yêu ơi. Xe đó xe bớt rồi, tổng chữ gơ không gơ không. À gơ gơ chưa gơ chưa. Ok ok, có mặt. Qua đâu ta? Ờ nó phá cái UFO. Mọi người ạ. Knock. Nó một. Trời ơi, 100 điểm. Gì vậy? Trời ơi. Anh em nói gì đi? Trời ơi. Nghe quá. Cười chữ. Như loàn ý. Hả? Ok. Gì đi quên tôi. Trời ơi. Như loàn ý. Ờ cái xác cả. Còn cái xác kia. Kỳ nguy hiểm đến từ vị trí của AS Mobile. Sao bố lôi đây mọi người. Mình chết rồi thích dọc. À, trên đồi. Ui, cứ spam á. Và siêu rồi, và là khăn đăng rồi, cậu xanh. Thích khốn nạn rồi. Yếu 50 máu. Ở dưới có người. Nóc 2 rồi, ông tâm. Nóc rồi. Bên phải có người đâu, cao kìa. Lê à? Lê luôn hả? Ghê á. Trời ơi. Mẹ thêm 500 điểm nữa rồi. Sao Rang rồi, em thấy anh bắn gơ không? Bây giờ mình sẽ cho tôi hướng nhau ngay. Gơ thì thấy cực kỳ nguy hiểm không? Còn một này. À, ấy còn lút đồ nữa bạn. Lút đồ. Trời ơi. Còn một hả? Bom keo đâu lắm tới đại ca. Ui, ba chuông. Còn một thôi, y cư. Hai giờ cái đồ thôi, chơi nó. Chơi đâu mà sao. Và thì giờ anh biết chuyện tình mình chẳng có gì. Tự chụp ra bằng dao kiếm. Không mấy nỏ ghi vào đít nha. Ok. Ờ có nỏ ghi đít thì ngon. Ờ nè, ở đây dưới này có dưới gốc cây dừa nè. Chị chưa hên á. Tăng. Im. Mình núp đó đi, mình núp đó tới bao cuối luôn đi, đừng bắn nó, núp nó. Ờ, núp đi, cả giờ mình núp đi cho nó. Nó đang qua hình đó đó. Cho đi tìm mình, cho đi tìm mình. Để tôi. Cho đi tìm mình, núp đi. Cho nó đi tìm mình đi. Giả bộ chạy ngang qua nó luôn. Đúng rồi, giả bộ chạy ngang qua nó. Ê, thử giả bộ cho nó clear 4 thử coi. Ok. Cho nó clear luôn á, hiểu không? Giả bộ bắn hụt nha. Tôi tháo hết súng rồi, tôi bắn hụt nha. Không, bắn hụt á. Vòng luôn, chạy lòng vòng nó luôn, chạy qua nó luôn. À, chiều nó. Nó đâu vậy? Nhìn đâu. Ok. Nhìn đâu. Ôi mẹ ơi. Chạy đi, núp đi. Tôi bắn máu cho.
bắn máu đi, bắn máu đi, bắn máu đi, đúng rồi, yeah, yeah, bắn máu đi, ờ, nó bắn đau tươi, ờ, bắn máu tươi, Kiều ơi, Kiều ơi, bắn máu tươi, bắn máu này, bắn máu, bắn máu, ờ, bắn máu, bắn tươi, bắn tươi, tôi nhốt lại nè, tôi nhốt lại nè. Bắn tôi kêu ơi. tôi nhốt cho đậu xa. Tôi nhốt rồi. Rồi, tôi nhốt cho. Rồi xin nhốt thêm phát nữa, nhốt thêm phát nữa. Ê, phát này, phát này, phát này. Ờ cho mì đi, cho mì đi. Cho giấm mì đi. Vãi chứ. Ai ơi mà được. Dí mà được con chết đậu xanh. Không ngờ luôn. Trời ơi. Mắt gì? Vãi chứ. Người ta nó bắn không dính gì hết trời. Thích là bụng cười quá. Cực kỳ nguy hiểm đến từ vị trí của Ad Mobile. Lấy đi 12 cái mạng. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem video của mình. Nhớ đăng ký kênh của mình và bật nút chuông lên để mỗi lần mình đăng video các bạn sẽ nhận được thông báo. Và đừng quên đăng ký kênh AS Mobile Streamer của mình và kênh AS Mobile Vlog nha các bạn. Vâng, và cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bye bye.